Câu hỏi mà chúng tôi sẽ giải đáp trong tuần này có nội dung như sau. Xin được hỏi luật sư, hai hình thức mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở xã hội thì bao lâu mới được bán? Ví dụ tôi mua nhà ở xã hội trả hết theo tiến độ hoặc vay trả góp từ ngân hàng và thuê mua nhà ở xã hội trả 50% theo tiến độ rồi góp 50% còn lại trong 5 năm thì có gì khác nhau hay không? Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này cho công ty luật Apollat và luật sư Phạm Hồng Mạnh, giám đốc công ty sẽ có những phản hồi ngay sau đây. Căn cứ theo quy định của luật nhà ở, tại vì quy định đối với nhà ở xã hội là một cái loại nhà ở được nhà nước ưu đãi cho một số đối tượng, được quyền được ưu tiên mua với mức giá ưu đãi và thời hạn thanh toán nó cũng ưu đãi, nên là có những cái điều kiện bắt buộc phải ràng buộc về việc chuyển nhượng. Theo quy định pháp luật hiện hành thì là kể từ thời điểm trong vòng 5 năm kể từ thời điểm mà hoàn tất cái việc mà thuê mua đó thì cái người mua hoặc thuê mua cái nhà ở xã hội đó thì không được phép mà chuyển nhượng mang tính chất thương mại. Trong trường hợp mà trong thời hạn đó mà họ có cái nhu cầu gì muốn chuyển nhượng nhưng họ chỉ được chuyển nhượng lại cho cái đơn vị quản lý nhà ở xã hội, hoặc trong trường hợp đơn vị quản lý xã hội mà không mua thì họ được quyền chuyển nhượng lại cho một cái đối tượng cũng là được phép mua nhà ở xã hội. Thì trong trường hợp này thì lưu ý rằng là họ sẽ được ưu đãi là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà nếu mà họ đã quá 5 năm kể từ thời điểm mà nhận nhà xã hội thì họ được phép chuyển nhượng. Cũng tương tự thì cũng chia hai trường hợp. Trường hợp số 1 là cái người đó họ chuyển nhượng cho cái ban quản lý nhà ở xã hội thì hoặc là cái người kia thì họ vẫn không phải chịu nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp thứ hai họ muốn bán dưới dạng hình thức là nhà thương mại, họ bán để thì họ phải, thứ nhất họ phải chịu hai cái nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước để thực hiện cái việc bán này, được phép bán. Thứ nhất là họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và nộp hoàn trả lại cái phần tiền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.